Xin chào và cảm ơn anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy, và em là Minh Huy đây. Rất là vui khi một ngày làm việc mệt mỏi lại được quay trở lại đây với quý anh chị. Và em Huy chúc quý anh chị là có một buổi tối vui vẻ này và thật là hạnh phúc anh chị nhé. Hôm nay như thường lệ em Huy tiếp tục lên video cho quý anh chị giới thiệu những sản phẩm mới nhất bên shop em. Và hôm nay sẽ là một video tổng hợp những mẫu máy của thương hiệu Samsung đến từ shop Di động Minh Huy anh chị nhé. Anh chị yêu thích mẫu nào hoặc là muốn em Huy lên về chi tiết mẫu nào, vui lòng để comment bên dưới video giúp em Huy. Em Huy sẽ lên video giới thiệu chi tiết cho quý anh chị cùng xem. Và anh chị đặt hàng thì đừng quên là liên hệ trực tiếp 0933 600 386. Minh Huy cũng rất là cảm ơn anh chị vì luôn dành những cái tình cảm rất là tuyệt vời cho shop em. Và cũng như ấy, là lúc nào em gặp khách cũng niềm nở anh chị ạ. Rất là vui, tại vì khách lúc nào đến cũng niềm nở. Và có những khách qua cửa hàng nói chuyện rất là rôm rã, rất là vui luôn. Hôm nay em Huy về cho quý anh chị khá là nhiều mẫu máy nhá. Đầu tiên là phải nói đến là Note 20 Ultra. Em về được một dãy ở đây thì em cũng lên cho quý anh chị em mình xem luôn nhá. Đầu tiên phải nói là cái thiết kế Note 20 Ultra là cái mẫu máy có thiết kế cực kỳ đẹp và sắc nét anh chị ạ. Và tình trạng máy thì rất là ok luôn. Nếu mà anh chị em có thể là đã đặt hàng bên em rồi hoặc là đã dùng qua cái dòng máy rồi thì cũng biết là cái tình trạng Note 20 Ultra nó có một cái màn hình rất là đẹp và sắc nét. Hiện tại ấy, thì các bác có thể xem qua này. Đầu tiên là em máy số 1 nha, em giới thiệu từng em một luôn. Em máy số 1 này, phần lưng rất là đẹp và nét ạ. Khung viền cạnh trên cũng ở mức đẹp, cạnh bên đẹp, các cạnh thì cũng ở mức rất là đẹp luôn. Màn hình của máy thì sáng, đẹp, không ngầu ám, không phân màu gì rồi. Vẫn là tiêu chí của shop Di động Minh Huy, chọn lựa máy rất là kỹ. Đấy, khung viền cạnh trên các cạnh này đều rất là đẹp nhá. Và màn hình đẹp không ngầu ám. Nói qua một chút về cấu hình cũng như chức năng thì Note 9 sẽ có là RAM 12GB, bộ nhớ là 128GB. Xin lỗi là Note 20 Ultra các bác nhá. Note 20 Ultra này có hai SIM ạ, các bác xem, một SIM vật lý và một SIM điện tử. Thì bây giờ SIM thì cũng dùng rất là thoải mái và dễ dàng rồi. Cam sau là cam chính lên đến là 108 megapixel các bác ạ. Và có góc siêu rộng này, góc zoom lên đến là 50x nhá, rất là đẹp luôn các bác ơi. Cam trước này cũng ở mức rất là đẹp và sắc nét, chức năng ngon lành nhá. Cam cụm thì sắc nét, máy móc mượt mà. Em số 1 này em đệ 7.9 triệu ạ. Đến với em Note 20 Ultra máy số 2, em này tình trạng máy móc cũng đẹp ạ, lưng cũng rất là đẹp và nét này. Em này giá thì 7.8 triệu thôi. Phần khung viền cạnh trên cũng đẹp, cạnh bên cũng đẹp, cạnh dưới cũng tương đối là đẹp nhá, và các cạnh còn đẹp này, được chưa? Máy bạn Mỹ sẽ có hai SIM hai sóng, một SIM vật lý, một eSIM các bác nhá. Màn hình vẫn là sáng, đẹp, không ngầu ám, không phân màu gì. Như em này ấy thì chức năng vẫn ngon lành, máy móc vẫn mượt mà. Máy số 2 là 7.8 triệu ạ. Do máy cũ, mỗi máy một tình trạng khác nhau, mỗi máy một ngoại hình khác nhau. Vì vậy em Huy đã đánh số thứ tự cho anh chị dễ biết máy nào ra máy nào nhá. Thật ra thì máy nào cũng đẹp, máy nào cũng ngon thôi. Chức năng thì đều ngon hết, chạy phè phè hết ạ. Con này là con máy số 3 này. Đấy, con này giá là 7.9 triệu các bác nhá. Khung viền cạnh trên cũng còn đẹp này, cạnh bên cũng còn rất đẹp, cạnh dưới đấy, các cạnh khá là đẹp ạ. Nói chung là mấy em này thì thi thoảng có những em có xước một tí ở chân sạc rất là ít thôi ạ. Còn lại các cạnh thì em Huy thấy cũng cực kỳ đẹp luôn. Cụm cam này sáng đẹp không tì vết nhá. Và lưng thì chỉ có một tí mồ hôi lau qua là đẹp thôi ạ. Màn hình của máy vẫn ở mức đẹp, không ngầu ám, không phân màu gì. Em máy số 3 này em sẽ kỷ niệm cho các bác với mức giá là 7.9 triệu ạ. Riêng những cái dòng máy đời cao như thế này em tặng kèm là sạc zin siêu nhanh 25W này, tặng cả ốp lưng, chống sốc, cả dán màn hình, miễn phí ship toàn quốc ạ. Đến với em Note 20 Ultra máy số 4. Trên tay em đây là Note 20 Ultra máy số 4 các bác nhá. Tình trạng máy thì ngon lành rồi, phần lưng này đẹp không vết xước nào các bác ạ. Em sẽ lau qua một chút nhá cho các bác kỹ tính. Đấy. Hôm trước cũng có bác góp ý em là phải giới thiệu từng cái thật là chi tiết vào, một SIM hay hai SIM, tình trạng ra sao thì em cũng xin phép giới thiệu luôn nhá. Còn các bác có góp ý gì, comment bên dưới giúp em nhá. Đi qua để làm thêm một like, một đăng ký kênh luôn thì tuyệt vời ạ. Ngày nào em cũng lên video cho các bác luôn. Đấy, đầu tiên là khung viền cạnh trên này cũng ở mức rất là đẹp và sắc nét. Cạnh bên viền cũng đẹp các bác ạ. Cạnh dưới này cũng cực kỳ đẹp. Nói chung là một con máy cũ mà đẹp như thế này thì đúng là mướt mượt mượt rồi các bác ạ. Thi thoảng mới có một lô hàng này về thôi. Vì vậy ấy, các bác nên là nhanh tay đặt hàng sớm các bác nhá. Nói chung ấy là tình trạng máy móc ngon lành, màn hình thì sáng đẹp, không ngầu ám, không phân màu, không lưu hình, không đốm kim, không có gì cả. Cực kỳ nét luôn. Cam trước thì đẹp nét này, cam sau thì nét căng. Đấy, các bác xem ạ, cam sau cam 0.5x1 này. Zoom nói chung là cam thì nét căng đét nhá. Em máy là máy số 4 ạ, giá là 7.8 triệu. Cái lúc ra mắt nó tận là loanh quanh 28 triệu thì bây giờ mức giá chỉ có hơn 7 triệu. Rất là đáng để sở hữu rồi các bác nhá. Note 20 Ultra ạ, đầy đủ phụ kiện. Và giá em báo ra ấy là giá đã về đến tận tay nha, về đến tận nhà rồi. Có nghĩa là về đến nhà là từng này tiền. Đấy, và ship code toàn quốc, nhận máy được kiểm tra thanh toán. Giống y chang giới thiệu, đúng sản phẩm thì mới nhận, còn không thì thôi các bác nhá. Và có gì thì cứ gọi cho em là được. À, không quên khi mà các bác đặt hàng, liên hệ em Huy 0933 600 386 giúp em. Mã Samsung Note 20 Ultra nhà em có là máy số 5.
Em này thì 7 triệu 8 ạ, phần lưng cũng cực kỳ đẹp và nét nhá, dường như là không có xước sát gì. Đấy, và những cái này thì rất là đơn giản thôi các bác ạ. Các bác lau qua này. Một cái là đẹp len keng sờ beng đúng không? Đẹp kính keng luôn, cực kỳ đẹp nha. Cụm cam sáng đẹp, khung viền cạnh trên thì em Huy đánh giá cũng ở mức đẹp đấy ạ. Em Huy sẽ lau qua một chút ở đây để vệ sinh cái vết keo ở đây nhá. Được chưa? Khung viền cạnh trên này em Huy đánh giá là cũng ở mức đẹp các bác ạ. Cạnh bên này em Huy đánh giá là cũng ở mức đẹp luôn. Cạnh dưới này đấy, cũng đẹp các bác nhá. Và cạnh bên này cũng đẹp. Nói chung là khung viền rất là đẹp. Màn hình ấy thì sáng đẹp, không ngố ám gì. Và những cái chức năng của máy như là camera trước, camera sau, hoặc là loa kép này, loa trên, loa dưới này, hoặc là sim sóng, hoặc là mic thu âm, ghi âm, hoặc là màn hình, hoặc cảm biến tiệm cận. Bên em đã test tất cả các danh mục sản phẩm rồi, nên các bác cứ yên tâm nhá. Như con máy này này, có một mic này, hai mic này, ngoài ra này, đây nữa là ba mic này. Nói chung là con máy có tận 3 cái mic để thu âm. Vì vậy ấy, test cũng phải kỹ hơn một chút. Đấy, bên em test cẩn thận rồi nha. Đây là máy số 5, giá là 7 củ 8 ạ. Các bác xem nhá. Đặt máy nào thì cứ gọi em Huy đọc to số ra là được. Tiếp theo là một em máy màu đồng này, em máy số 6 nhá. Em này cũng 7 củ 8 các bác ạ. Phần lưng này cũng ở mức khá đẹp và sắc nét nha. Cụm cam và đề co sáng đẹp. Khung viền các cạnh thì em Huy cứ thấy cũng đẹp. Nhiều anh chị cứ hỏi là tại sao quảng cáo máy suốt ngày khen thế. Thì nói thật là em nhập đắt tiền thì em cũng phải nhập máy đẹp về. Mà nhập máy đẹp về thì phải khen là máy đẹp. Chứ nhập máy đẹp về chê máy xấu là không có được ạ. Thứ hai đó là kính màn hình này cũng đẹp này, dường như là không có xước sát gì đúng không ạ. Đấy, anh chị xem kỹ sẽ thấy nhá, rất là ok luôn đúng không ạ. Màn hình thì sáng đẹp, không màu ám gì, cứ khen mãi thôi. Tại vì bỏ tiền ra nhập máy ngon về thì cũng mong là khách hàng nhận được những cái máy ngon và ok được. Chứ không lại đến lúc khách đặt hàng về đến nơi rồi chuyện đã rồi, nhận cái máy không ưng ý thì lại buồn anh chị ạ. Nói chung ấy là bên em rất là cam kết về chất lượng máy nhá. Con này 7 cụ 8 này, đấy, máy số 6. Tiếp tục thì chắc là giới thiệu thêm một em nữa là em máy này là máy số 7 nhá. Máy này là máy số 7 này. Đấy, nốt 20 Ultra, tình trạng lưng vẫn cứ là đẹp, ơi là đẹp luôn. Khung viền cạnh trên này vẫn cứ gọi là cực kỳ đẹp nhá. Cạnh bên cũng đẹp mà cạnh dưới cũng đẹp nữa. Nói chung là các cạnh khung viền đều đẹp ạ. Em này là máy số 7. Giá em này thì để các quý anh chị em mình là 7 triệu 8 ạ. Đấy, các bác xem nhá, nốt 20U, được chưa? Vẫn là RAM 12, bộ nhớ là 128, chạy con chip 865, cực kỳ mượt mà và ngon lành các bác nhá. Tầm tiền này cứ mua một em nốt 20 Ultra cũ về mà dùng cái này, máy lướt đẹp len keng cái này thì rất là đáng để sở hữu và sử dụng đấy ạ. Nốt 20 Ultra nhá, máy đẹp, màn đẹp, không ngô ám, không phân màu gì. Xong dòng nốt 20 Ultra thì bên dưới nốt 20 Ultra, nhà em còn có cái dòng nốt 20 5G nữa các bác ạ. Nếu mà các bác dùng qua nốt 20 5G rồi thì sẽ biết là tình trạng máy nốt 20 5G cũng rất là ngon ở thời điểm hiện tại. Khi có cấu hình rất là khỏe và tuyệt vời luôn. Các cạnh khung viền máy thì em mới thấy là lô này cũng đẹp các bác nha. Khung viền cạnh trên đẹp, cạnh dưới đẹp, cạnh này cũng khá đẹp ạ. Nói chung là nó vẫn có đôi tí phe phẩy nhẹ nhẹ chứ không thể mà đẹp len keng được. Nhưng mà cũ thế này thì rất là đẹp rồi đúng không ạ. Thứ hai nữa là có hai màu là màu đồng và màu đen nhá. Đồng giá với nhau là 5 triệu 2 và 5 triệu 3. Thì đã bao gồm tặng kèm phụ kiện khuyến mãi bên em là có dán màn này, ốp chống sốc này và có cả cái ốp lưng. Cùng với đó là miễn phí ship toàn quốc rồi ạ. Thứ nhất ấy, là lên cho các bác xem cái nốt 20 5G. Đây là bạn Mỹ sẽ có 2 sim 2 sóng, 1 sim vật lý, 1 eSIM. Về cơ bản cấu hình sẽ có nhá là 8GB RAM, bộ nhớ là 128GB. Các bác bấm vào chăm sóc thiết bị là sẽ có nhá, RAM 8 bộ nhớ 128 này. Thứ hai nữa là viên pin là 4300mAh. Em thấy pin cũng ngon. Cái cụm cam của cái dòng nốt 20 5G này em thấy là cũng rất là đẹp và nét ạ. Với cam chính là 64MP, cảm biến tele này. Em sẽ bật thử cam thì các bác xem là cũng cực kỳ nét luôn, 0.5x1 zoom. Nói chung là cam con nốt 20 trong cửa tiền này thì em thấy là cũng ngon. Dòng này cũng cực kỳ bền lành các bác nhá. Màn thì đẹp không ngổ ám phân màu gì. Giá em này là 5 triệu 3 nhá, RAM 8 và 128. Các bác xem qua phần lưng này, cực kỳ đẹp và chỉn chu đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp và chỉn chu luôn ạ. Máy số 1 các bác nhá, nốt 20 5G máy số 1. Đấy. Tiếp theo là đến cho các bác máy số 2, máy màu đồng ạ. Phần lưng này cũng ở mức gọi là rất là đẹp và nét luôn. Cụm cam thì sáng đẹp, khung viền các cạnh em Huy đánh giá cũng ở mức gọi là cũ đẹp các bác ạ. Em quay kỹ cho các bác dễ hình dung. Đấy, các cạnh cũng đẹp này. Màn hình ấy thì vẫn tất nhiên rồi là chọn những em máy mà sáng đẹp, không ngố ám, không phân màu gì cả. Được chưa? Cam trước cam sau cũng đẹp luôn. Trong phân khúc 5 triệu này thì đúng là rất khó để chọn những con máy ngon, chất đẹp. Nhưng mà em thấy là Note 20 5G cũng là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Máy số 2, giá chỉ 5.2 triệu.
Tiếp tục đến với em máy số 3 nhá. Được cái là cái lô này thì con nào lưng cũng đẹp hết các bác ạ. Trước cái lưng này thì chia sẻ với các bác luôn là nó dễ bị lấm chấm qua thời gian sử dụng. Nhưng mà được cái là chủ cũ người ta dùng cũng rất là cẩn thận và rất là chỉn chu. Nên có vẻ như ấy là hiện tại em Huy thấy là cái phần lưng vẫn rất là đẹp này. Thứ hai là khung viền thì lô này cũng ở mức gọi là cũ đẹp được các bác nhá. Mấy cái này thì mấy cái lau qua cái là nó sẽ sạch hơn thôi, được chưa? Khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới, các cạnh cũng rất là đẹp này. 5 triệu 3 nhá, con này là máy số 3. Màn hình ấy thì sáng, đẹp, không ngổ ám, không phân màu gì. Chức năng ngon, kính màn hình cũng đẹp các bác ạ. Hiện tại thì con Note 20 5G máy số 3 này để cho các bác mà giá là 5 triệu 3 thôi. Cái lúc ra mắt thì con này nó cũng rơi vào tầm loanh quanh. Đó, chia sẻ với các bác luôn, đó là tầm khoảng 22-23 triệu. Thì bây giờ còn có 5 triệu 3 thôi, rất đáng để sở hữu nhá. Note 20 5G. Tất nhiên đặt hàng lên hệ em Huy 0933-600-386 giúp em Huy nhé. Đấy, bấm nút like, nút đăng ký kênh cho em Huy là động viên em Huy rồi. Dòng Note thì nhà em còn có Note 10 Plus. Em xin phép em lau qua một tí cái máy cho nó gọi là nó mướt mượt mượt các bác nhá. Lau qua cái cho nó sạch sẽ, đẹp đẽ, lên cái video nhìn phấn khởi đúng không ạ? Đây thì em lên cho các bác mẫu Note 10 Plus. Trên tay em Huy đây là Note 10 Plus các bác ạ. Và các bác hãy đặt hàng ngay để sở hữu em nó nhé. Tại vì cái máy ngon mà chất lượng như thế này thì thi thoảng mới có thôi. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem qua video để cho thấy được cái tình trạng máy nó rõ ràng nhất. Và bên em cũng cực kỳ cố gắng và nỗ lực các bác ạ. Hơn 5 năm trong nghề, em rất là cố gắng mang đến những sản phẩm tốt nhất. Nên lựa chọn khá là chu đáo và chỉn chu. Tình trạng máy thì em đánh giá gọi là cũ đẹp cho các bác thoải mái. Khung viền các cạnh thì nó cũng có đôi tí gọi là lấm chấm li ti. Chưa cũng không có cấn móp gì. Tổng quan rất là ok nhá. Được cái này, phần lưng này, được chưa? Lưng zin đẹp nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Zin đẹp luôn, được chưa? Rất là đẹp ạ, rất là ưng ý. Thứ hai nữa ấy, là cái màn hình, quan trọng nhất là màn hình. Màn hình em này vẫn đẹp, không ồ ám, không phân màu gì, cực kỳ sắc nét. Về Note 10 Plus thì chắc là các bác cũng đã biết rồi. Cấu hình ấy thì sẽ có là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, chạy con chip cũng khá là mượt mà rồi. Màn hình 6:8, rất bền bỉ và ngon lành luôn. Cụm cam thì sẽ có là cam trước này. Góc rộng, góc siêu rộng đầy đủ nhá, rất là đẹp ạ. Cam sau cũng cực kỳ đẹp và nét luôn, 0.5x1, hỗ trợ zoom lên đến là 10x. Nói chung là cam trước, cam sau đều ở mức là đẹp và nét luôn ạ. Màn hình thì sáng đẹp, không ồ ám gì. Phiên bản RAM 12, 256, mà em chưa chia sẻ một chút. Đó là con này là bản chính hãng, sẽ có hai SIM vật lý các bác nhá. Chính hãng luôn, chưa root rác, chưa ập phần mềm gì cả. Gọi là phần mềm nguyên bản luôn, và máy móc cũng ngon lành, màn hình nguyên zin. Giá em này để cho các bác là 6 triệu 2, đã bao gồm ốp lưng, chống sốc, dán màn hình, sạc cáp siêu nhanh zin 25W miễn phí ship tận nhà. 6 triệu 2, phiên bản RAM 12 bộ nhớ 256 và đang có là có màu trắng và màu đa sắc các bác nhé. Còn màu đa sắc bên em cũng có là phiên bản 512GB cho những bác có nhu cầu cao hơn. Ví dụ là mình hay sinh hoạt đội đoàn các bác này, hoặc là các bác hay quay video hay đi du lịch. Nhiều bác cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi thì đi du lịch đồ các thứ, cần một con máy ngon lành bền bỉ mà quay video ngon và cấu hình cao nữa thì có thể là lấy em này, Note 10 Plus bản 512GB. Cái cửa tiền mà kiếm một con máy màn đẹp thế này mà máy cũ thì nó rất là khó để mà kiếm. Nhưng mà con Note 10 Plus này làm được. Trên tay em đây là Note 10 Plus màu đa sắc ạ, cũng là bản chính hãng, hai SIM vật lý luôn các bác nhá. Cấu hình này, RAM 12GB đặc biệt nhá. Bộ nhớ là 512GB. Đấy, bộ nhớ rất là cao cấp luôn, 512GB thì lưu trữ thoải mái luôn. Đấy, nhiều bác gọi là cái bút dùng nó cần thiết không thì em cũng chia sẻ thật lòng là cũng tùy người nữa. Ví dụ các bác dùng mà thấy nó phù hợp thì là cần thiết, như là em này này, bút có thể là vẽ viết đấy, hoặc là vẽ những cái bản vẽ của các bác gì đấy chẳng hạn. Đấy. Nói chung là có thể là cần thiết với những bác cần, còn bác nào mà không cần thì không cần thiết nhá. Kiểu vậy, hoặc là cho trẻ con ăn bột này, trẻ con có thể ngồi vẽ vời các thứ rất là ok đúng không ạ? Hoặc là tùy các bác mà thích cái thiết kế vuông vức của cái dòng máy này, vẫn có thể là mua về dùng ngon lành, không ảnh hưởng gì cả nhá. Vuông vức đẹp đẽ này, bản 512GB rất là chất đét. Giá là 6 triệu 6 ạ. Hiện tại bản 512 em đang có là màu này là màu đa sắc, rất đẹp này, màu cầu vồng nhá, bảy sắc cầu vồng. Thứ hai đó là màu đen, cũng cực kỳ đẹp và sắc nét luôn. Nói chung là máy cực kỳ chất các bác ạ. Nếu mà các bác bỏ lỡ lô này thì em cũng không biết là khi nào mới có hàng này, tại vì nửa tháng nay em không về được con Note 10 Plus nào. Và thật sự các bác muốn đặt hàng có thể là gọi điện trực tiếp 0933 600 386. Em Huy đóng gói hàng cẩn thận này, không lo bị vỡ, ship hỏa tốc đến nhà các bác luôn. Và nhận hàng được kiểm tra máy thoải mái. Nếu mà đẹp như em Huy giới thiệu, không bể, không vỡ, dùng ngon lành mượt mà thì mới nhận hàng các bác nhé. Nói chung cứ yên tâm ạ, nhà em thì ship code toàn quốc, nhận máy kiểm tra thanh toán mà, nên cứ yên tâm về vấn đề đấy.
Dòng nốt thì thấp nhất nhà em đang có là nốt 9 các bác ạ. Trên tay em đây là con nốt 9 này. Mã này thì bây giờ tìm hàng ngon lành mà màn đẹp không ố ám cũng cực kỳ hiếm. Tìm máy ngon đã khó mà máy ngon màn còn đẹp còn hiếm hơn các bác ạ. Như các bác đã biết đấy thì nốt 9 nó thiết kế cũng rất là đẹp và đầm chắc, nam tính, trâu bò luôn. Khung viền cạnh dưới cũng đẹp, cạnh bên cũng đẹp, cạnh trên cũng cực kỳ đẹp này. Máy thì màn hình đẹp kính keng luôn nhá, không ố ám, không phân màu gì, cực kỳ chất và hiếm có. Phần lưng thì cũng ở mức tương đối thôi ạ. Đấy, nói chung là cũng ở mức cũ đẹp được. Đấy, bác nào mà kỹ tính quá thì em dùng từ cũ đẹp cho nó phấn khởi. Giá là 3.690.000 thì đã bao gồm dán màn này, đấy, ốp lưng, sạc cáp và miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Em này cấu hình có RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và chạy con chip là con chip Qualcomm, xin lỗi là con chip Exynos gì đấy em không nhớ. Nhưng mà máy sẽ có là máy chính hãng nhá, hai sim vật lý ngon lành, có ghi âm của gọi các thứ đồ luôn. Loa kép nghe nhạc cũng hay, giá bây giờ nó rẻ quá các bác ơi, 3.690.000 thôi là có một em Note 9 nhá. Cựa tiền này thì rất là phù hợp rồi, khung viền các cạnh cũng không có cấn móp gì cả, thế mới tài. Đấy, rất là hiếm nhá, những cái mẫu này rất là hiếm. Còn nếu mà các bác có tài chính đụng định hơn ấy thì lấy cho em con S2 Ultra này. Con này thì nó cũng là dòng Note các bác ạ, nó cũng là dòng Note thôi. Đấy, nhưng mà nó đổi tên thành S, gọi là S22 Ultra. Thì nếu ấy mà bác thích máy ngon lành, chất đét này và độ mới cao gần như là mới 100%. Ngoài ra ấy, các bác thích cho em là cái gì ạ? Máy ngon lành, chất đét, độ mới cao, ngoài ra còn gì nữa ạ? Bộ nhớ lớn nhá. Đây em mời các bác xem này. Đầu tiên là đây là sản phẩm Samsung Galaxy S22 Ultra các bác ạ. Màn hình 6:8 cực kỳ nét đẹp nhá. Độ sáng cực kỳ cao. Các bác phải biết là các bác dùng những con máy xịn ấy, như con này này, thì ra ngoài trời nắng đúng không? Mình vẫn nhìn như là gần như ở trong nhà được, tại vì nhìn vẫn nét, vẫn đẹp. Tại vì độ sáng con này rất là cao, lên đến là 1750 nit. Độ sáng cao. Thứ hai là những con máy này thì cực kỳ chất đẹp các bác nhá. Đẹp như mới này. Màn hình đội bảo hành mới hãng về luôn đấy. Nói chung là cực kỳ đẹp. Và bảo hành còn bảo hành màn ở hãng luôn. RAM 12GB cho các bác, bộ nhớ 512GB, các bác thoải mái sử dụng, lưu trữ và sử dụng được chưa? 512GB là rất là nhiều các bác nhá. Viên pin 5000mAh, cấu hình thì khỏe, giá cả thì hợp lý. Đây viên pin này, 5000mAh nhá. Máy móc mượt mà, đẹp như mới luôn. Kính keng xe beng luôn, thiếu một cái gì nữa, thiếu cái siêu nữa là mới. Nhà em vẫn tặng cho các bác là một cái dán màn hình, một bộ sạc cáp siêu nhanh 25W, một cái ốp lưng và miễn phí ship tận nhà. Giá một em chất đét như này, ngon lành thế này, để cho các bác là 12.990.000. Có hai màu là màu đen và màu trắng. Em đã cam kết với các bác luôn là hàng chất đét thế này thì em bán rẻ nhất thị trường, được chưa? Các bác cứ lấy tham chiếu làm shop em so sánh là biết. Đấy, và tùy tình trạng máy nữa, xong thì em bán giá cực kỳ tốt. Như những con máy như thế này thì bên em chỉ cần bỏ một cái siêu hộp bên ngoài nữa thôi là thành máy mới 100%, bán khách hàng được. Nhưng em vẫn báo rõ cho bác là tình trạng máy đấy, là đẹp như mới thôi. Như các bác mà kinh tế thấp hơn một tí, lấy xem con S2 Ultra này. Tình trạng khung viền máy cũng cực kỳ đẹp, viền vọ vẫn rất là chất đét ạ, chức năng ngon nhá. Màn hình ấy thì đẹp, không ồ ám, không phân màu gì à, chức năng cực kỳ là chất lượng. RAM 12, bộ nhớ là bao nhiêu ạ? Bộ nhớ là 256GB, chạy con chip Qualcomm Snap 8 Gen 1 nhá. Cam chiết rất là đẹp, có góc rộng, góc siêu rộng đầy đủ ạ. Cam sau này, cảm biến chính 108MP, zoom lên đến là 100x nhá. Các bác biết tính năng zoom 100x này chưa ạ? Zoom rất là xa và sắc nét luôn. Đấy, còn ngoài ra còn có cảm biến siêu rộng nữa, rất là ổn áp ạ, chức năng ngon lành các bác nhá. Máy bản Hàn thì con này sẽ có mức giá là 10.990.000 thôi ạ. Hôm nay em đang giảm giá cho các bác con này một chút, đó là còn 10.800.000 thôi. Đấy, tình trạng máy móc thì zin ngon hết, full chức năng, nhưng mà cái bút thì qua quá trình vận chuyển nó bị rơi mất thì em lắp cái bút khác vào. Đấy, giá con này rất là êm, đặt hàng liên hệ 0933600386 giúp em. Nói một hồi thì mới hết dòng Note các bác ạ, mới hết dòng Note thôi. Bây giờ em sang dòng S cho các bác nhá. Dòng S thì em sẽ tính là từ S22 Plus trở xuống. Trên tay em đây là mã S22 Plus các bác này. Tình trạng máy móc cứ gọi là ngon lành, mượt mà, cành đào luôn các bác nhá. Máy móc thì zin chết ạ. Khung viền các cạnh thì em Huy cũng lựa chọn rất là kỹ rồi cho các bác, nên các bác cứ yên tâm là ngoại hình viền vọ đẹp. Máy bản Mỹ thì sẽ có thêm cái gì ạ? Thêm cái anten 5G ở đây các bác nhá. Khung viền các cạnh em thấy là cũng ở mức đẹp các bác ơi. Đấy, rất là ok nhá. Các bác có góp ý nào về video giới thiệu sản phẩm của em thì comment bình luận bên dưới cho em Huy có thêm cái động lực em Huy cải thiện chất lượng dịch vụ ạ. Còn các bác đặt hàng liên hệ em Huy là 0933600386 nhá. Địa chỉ số 20, ngõ 203, phố Chùa Bộc, Hà Nội. Tiếp theo thì nhà em có ship code toàn quốc, nhận máy kiểm tra thanh toán tiền ga luôn ạ. Máy số 1 và máy số 2, hai màu là màu xanh và màu đen. Với em màu xanh trước thì tình trạng đẹp, khung viền cũng ở mức đẹp nhá, không có cấn móp gì. Đấy, thi thoảng có đôi tí bay bay sơn nhẹ nhẹ thôi, chứ cực kỳ đẹp và không cấn móp gì. Màn hình thì nét căng này, trắng tinh,
không màu ám, không phân màu gì cả. Khung viền cạnh thì rất là đều mép nhá, rất là đẹp luôn. Cụm cam thì sáng quắc, đẹp ơi là đẹp. Nói chung là cựa tiền này, mua con này rất là hợp lý. Mức giá lúc ra mắt là tầm 24 triệu, bây giờ chỉ còn là 7 triệu 9 thôi. Đã bao gồm phụ kiện và ship tận nhà quý anh chị. Thì đây là một trong những món quà em thấy rất là hợp lý. Chức năng ngon lành, cam cụm thì đẹp sắc nét, giá cả cực kỳ hợp lý. Hiện tại chỉ với mức giá bao nhiêu ạ? 7 triệu 900 nghìn đồng là đã có ngay nhá. Ship code toàn quốc ạ, nhận máy kiểm tra thanh toán tiền. Được chưa? 7 cụ 9 thôi, S22 Plus nhá. Em số 1, đến với em số 2 cũng là một S22 Plus này. Cụm cam này sáng đẹp chất rồi. Quay thì đúng là không lo lỗi, không lo góc nghiêng gì cả luôn. Cực kỳ sáng choét nhá. Khung viền các cạnh còn đẹp, thậm chí chỗ này còn có siêu ni lông này. Bóc ra cho nó phấn khởi được chưa? Khung viền các cạnh cũng ở mức gọi là cũ đẹp, thoải mái. Nói chung là rất đẹp đến 99% các bác ạ. À, màn hình thì đẹp, không ồ ám, không phân màu, không có lưu hình dù là nhỏ nhất nhá. Không đốm điếc gì cả, cực kỳ đẹp và nét căng. Giá em số 2 này là 7 triệu 9 ạ. S thì nhà em còn có dòng S21 Ultra nữa các bác ạ. Lên cho các bác của S21 Ultra bên em nhá. S21 Ultra đây là máy số 1. Lên cho các bác máy số 1 nhá. Đầu tiên thì ghi cho các bác cái số này, số 1. Ôi dồi ôi, cái bút này bị nó bị tòe rồi. Đây, máy số 1. Máy số 1 thì xạ cho các bác với mức giá là 7 cụ 8 thôi. Tình trạng là máy móc zin đét nhá. Lưng đẹp này các bác ơi. Khung viền cạnh trên cũng ở mức gọi là đẹp các bác ạ. Đây, đầy xưa lau gái là sạch sẽ. Đấy, cạnh dưới các cạnh cũng ở mức gọi là cũ đẹp nhá. Em này thì em sẽ dùng từ cũ đẹp thôi. Tại vì viền nó không có cấn bóp gì. Nhưng mà nó đôi tí gọi là lấm chấm đồi mồi. Nói chung là cũng ở mức cũ đẹp được. Màn hình thì đẹp 100% ạ. Không ồ ám, không phân màu gì. Màn cứ gọi là nét căng nhá. Camera của máy thì sao? Cam sau cũng nét ạ. 0.6 này, góc siêu rộng này. Zoom lên đến là 100x. Cam con này các bác lưu ý giúp em là đã có 100 megapixel rồi nhá. Và hỗ trợ zoom lên đến là 100 lần. Cam trước cũng đẹp 40 megapixel nét. Giá cả em này là 7 triệu 8 ạ. Cấu hình thì hiện tại cứ gọi là nhất cyber tầm tiền rồi. Ngoài ra bên nhà em còn có con S21 Ultra máy số 2. Tình trạng máy móc cứ gọi là ngon lành cành đào, lưng cũng đẹp ạ. Khung viền cũng ở mức gọi là cũ đẹp cho các bác kỹ tính nhá. Màn hình ấy thì đẹp tuyệt đối. Sáng, đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Em máy số 2 này giá cũng là 7 triệu 9 nha. S21 Ultra nhà em còn có một em máy số 3 nữa. Em này là hàng chính hãng Việt Nam, 2 sim 2 sóng. Với phần lưng cũng ở mức rất là đẹp ạ. Lưng rất là đẹp này. Khung viền cạnh trên ạ, cũng cực kỳ đẹp nhá. Cạnh bên cũng đẹp. Cạnh dưới và các cạnh cũng đẹp luôn. Em này thì giá cực kỳ là hấp dẫn. Thứ nhất ấy, là màn hình sáng, đẹp. Dường như là không có đốm điếc gì. Nhưng mà màn hình nó có phân màu rất rất nhẹ các bác nhá. Phân màu rất nhẹ thôi. Em quay qua video các bác cũng không thể thấy được. Đấy. Nhưng mà em vẫn báo rõ cho các bác xem. Bình thường như em này giá là tầm khoảng ngoài 8 triệu. Đấy. Nhưng mà con này là bạn chính hãng Việt Nam nhá. 2 sim 2 sóng nha các bác ạ. Và bình thường ấy nếu mà ngon lành hẳn thì là khoảng 9 triệu. À đâu 8 triệu 8, 8 triệu 6. Hôm nay em sale cho các bác còn có 7 triệu 3 thôi ạ. 7 triệu 3 nhá. Hàng chính hãng Việt Nam 2 sim 2 sóng. Chức năng ngon lành, phụ kiện đầy đủ ạ. Vẫn bảo hành cho các bác 0.6 này. Zoom 100x ạ, cam trước cũng đẹp này. Đấy, 7 cụ 3 thôi là đã có ngay một em nhá. S21 Ultra hàng chính hãng Việt Nam, 2 sim 2 sóng ngon lành. Nếu mà các bác không thích dòng Ultra, tham khảo cho em cái dòng Plus nhá. Hôm nay em lên cho các bác dòng Plus này. S21 Plus là máy số 1, số 2, số 3. Nói chung là màu đen và màu tím này. Tình trạng máy thì cũng rất là đẹp ạ. Đấy, thì em lên cho các bác xem qua ngoại hình nhá. Tại vì con nào em cũng lựa chọn kỹ rồi. Đặc biệt quan trọng nhất là phần màn hình các bác ạ. Màn hình con nào con nấy là cũng đẹp như nhau. Nói chung là gần khoảng 10 trên 10 điểm luôn. Thì có hai màu tím và màu đen. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Em bán đồng giá hôm nay là 6 triệu 2 thôi ạ. Có ship code toàn quốc cho các bác rồi. Màu tím và màu đen đồng giá nhau nhá. Đầu tiên là máy sẽ có màn hình là 6 in 7, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, chạy con chip Snap 888 này. Cam sau cam chính 64 chấm ạ, cảm biến 0.5x1, zoom lên đến là 3x ạ. Cam trước cũng ở mức đẹp và nét nhá. Giá cả thì hợp lý vô cùng luôn, 6 triệu 2 thôi ạ. Con này có viên pin 4800, em Huy đánh giá viên pin con này cũng tốt, pin cũng khá là trâu, dùng thoải mái luôn ạ. Máy móc mượt mà, đặt hàng thì các bác biết rồi, liên hệ trực tiếp em nhé. Con này thì là S21 Plus. Nói chung là hiện tại dòng Plus cũng ngon, nhưng mà hơi to, màn hình là 6 in 7. Các bác mà thích cái màn nó bé bé xinh xinh thôi, lấy cho em con 21 5G này này. Màn hình nó vừa bé vừa xinh, cấu hình nó vẫn y chang con kia nhá, nhưng mà màn nó bé hơn, nó gọn hơn, khá là nhiều. Nói về S21 5G thì đang có hai màu là màu tím và màu đen ạ. Khung viền các cạnh rất là ok nhá. Cạnh trên này, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cực kỳ đẹp. Đấy, các bác qua cửa hàng em mua trực tiếp cũng được. Mà các bác đặt ở tỉnh thì em ship online cho các bác cũng được nhá. Em vẫn đánh số 123 cho các bác này. Các bác cần hình ảnh chi tiết cứ nhắn Zalo hoặc là gọi điện cho em nhá.
0933600386 gọi cái là nghe ngay. Hoặc là chưa nghe thì nhắn cho em một tin là được. Màn hình sáng đẹp, không ồ ám này. Khung viền các cạnh cũng rất là ok nhá, chức năng ngon, màn mụn đẹp. Camera thì nét ạ, cụm cam thì sắc nét luôn. Nhà em mà khách mua máy về thì hiếm khi chê lắm các bác ạ. Cam trước này cũng rất là đẹp nhá, chọn lựa thì kỹ càng, quay thì cũng báo chi tiết máy cho anh chị em mình biết luôn. Mẫu này thì là mẫu bạn Mỹ anh chị em mình ạ. Các bác biết đấy, mẫu bạn Mỹ sẽ có hai sim các bác nhá, một sim vật lý và một eSIM. À, tình trạng máy móc thì ngon lành, hai sim, một vật lý, một eSIM, giá cả ok hợp lý nhá. Em này để cho các bác với mức giá là 5.3 triệu. Đấy, S21 5G. Xuống dòng 21 mình sẽ có dòng 20 các bác ạ. 20 thì dòng Note em đã giới thiệu rồi. Bây giờ thì sẽ đến dòng S nhá. S20 nhà em đang có là S20 Plus. Tình trạng máy S20 Plus thì cũng là máy zin đẹp thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Khung viền cạnh trên cũng đẹp này, cạnh dưới cũng đẹp, cạnh bên cũng đẹp. Tất nhiên thì cái tình trạng máy và ngoại hình thì em không thể giấu được, tại vì quay video là đã thấy rồi. Đấy, còn máy móc thì bên em vẫn chọn chuẩn trị cực kỳ này, cụm cam sáng đẹp. Đấy, rất là mênh mông miên man luôn, bát ngát luôn. Con này thì màn hình là 6.7 inch 2K nhé, tần số quét 120Hz. Cũng ngon lành, mướt mượt mượt, đẹp không ồ ám gì. Cấu hình ok, giá cả hợp lý, 5.4 triệu một em nhé. À, lưu ý anh chị một chút là em này sẽ có là RAM 12GB. Bộ nhớ là bao nhiêu ạ? Bộ nhớ là 256GB. Và chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 865, cam chính 64 chấm. Nói chung là con này cam nó khá là tương đồng với lại cái dòng camera của cái S21 và S21 Plus. Ngoài dòng S20 ra thì Plus ra nhà em còn có S20 FE nữa anh chị ạ. Tình trạng máy móc cứ gọi là ngon lành, duyên chết ạ. Khung viền các cạnh đẹp, với cạnh bên cũng đẹp, cạnh này cũng đẹp, cạnh dưới cũng đẹp và các cạnh đẹp nhá. Cụm cam thì sáng đẹp, không ồ ám, không phân màu gì. Đấy, cam cụm thì nét căng luôn. Máy sẽ có một em màn hình này, rộng là 6.5 inch. Và cũng nét nền nẹt luôn, không ồ ám, phân màu gì các bác ạ. Rất là tuyệt vời. Những con máy cũ mà mua được những con máy mà màn hình dường như là chưa có một tí nào chấm hoặc là ám yếc gì thì rất là ngon lành luôn ạ. RAM 6GB, bộ nhớ 128 nhá. Camera thì vẫn cứ gọi là nét căng càng càng luôn. Giá cả hợp lý cực kỳ. Con này để cho các bác với mức giá hiện tại bên shop em là 4.3 triệu, đã bao gồm ốp lưng gắn màn, sạc cáp zin 25W và miễn phí ship. Nếu mà các bác không lấy khuyến mãi thì em xin phép em trừ cho các bác 200k luôn. Đấy, là những con mà tặng kèm sạc 25W và ấy nhá. Như hôm nay em quay thì bởi S22 Plus, nói chung là con này quay cũng ngon. Đa phần em quay toàn Samsung thôi, em không dùng máy khác quay. Tại vì quay Samsung nó chụp ảnh nó dễ này, là một, xử lý hậu kỳ nó cũng dễ. Tiếp tục sang với dòng 10, dòng 10 em đang có là S10. S10 Plus các bác ạ, S10 Plus em đang có hai màu các bác nhá. Nhiều bác thì hỏi là S10 có không, S10 Plus có không, nhưng mà đến khi nhập về rồi thì không thấy các bác đâu. Thì em cũng chia sẻ với các bác luôn là các bác đặt hàng gì thì uy tín giúp em nhá, chứ không đặt hàng con người ta đến khi người ta nhập về rồi không lấy. Buồn quá. À, bán mãi vẫn còn mấy con. Đây là S10 Plus các bác ạ. Máy nếu mà các bác cần máy zin chất thì cứ gặp em Huy nhá. Tại vì mã này bên em thì đúng là top 1 server rồi. Tại vì bên em mới có hàng chất, hàng đẹp như thế này, hàng zin thế này các bác ạ. Và các bác thấy đúng không? Rất là đẹp này, chất lượng chưa? Nhìn đã thấy mê rồi đúng không ạ? Quay qua hình ảnh này, ống ánh lấp la lấp lánh này, kêu xa rạng rỡ rạng người luôn. Máy sẽ có màn hình là rộng là 6.4 inch, 2K các bác nhé. Và máy sẽ có hai camera phía trước này, nói chung là Dynamic Island đấy ạ. Cam trước thì đẹp, có cam góc rộng, góc siêu rộng cũng ok này. Đấy, cam sau cũng nét căng nhá, góc siêu rộng này, X1 này. Zoom lên đến là 10x ạ. Cam cũng ok, màn đẹp không ồ ám, không phân màu gì. S10 Plus bên shop em là mức giá là 4.2 triệu, đã tặng kèm ốp lưng dán màn, sạc cáp và miễn phí ship tận nhà toàn quốc ạ. Tiếp tục em lên cho các bác cái mẫu S10 5G nhá. Nhiều các bác hỏi S10 5G quá. Hôm nay em thu khách được hai con S10 5G. Tình trạng máy thì cũng ở mức gọi là cũ đẹp đi cho các bác phấn khởi nhá. Tại vì đẹp ở đây là cái màn nó đẹp, còn viền vọ thì nó cũng ở mức cũ các bác ạ. Nhưng mà màn hai con này trộm vía cái là đẹp len keng xe đen luôn, rất đẹp ạ. Còn viền vọ thì nó cũng gọi là có đôi tí gọi là phe phẩy theo thời gian các bác nhá. Nói chung là máy cũng có phẩy gọi là phẩy đẹp cho nó phấn khởi. Giá em này để các bác là 3.9 triệu, tặng ốp lưng, tặng dán màn, tặng cả sạc cáp và miễn phí ship tận nhà. Nói về cái dòng S10 5G thì máy sẽ có một sim các bác ạ. Máy sẽ có 8GB RAM, bộ nhớ 256, con chip thì mượt mà rồi, nói chung là nó là flagship và chức năng thì ngon lành nhá. Đây bật thử cho các bác xem cái cam cụm cho nó phấn khởi nhá. Cam sau cũng đẹp này, góc siêu rộng cũng ok này, zoom này. Cam trước cũng là mức đẹp và sắc nét. Với mức giá hiện tại ấy, bây giờ bên shop em chỉ có mức giá là 3.9 triệu thôi, có hai em duy nhất nhá. Thì các bác có chọn không hãy comment bên dưới giúp em. Sắp hết dòng S rồi các bác ạ. S nhà em còn có S9 này, bác nào thích S9 không? Thế là sắp hết mã Samsung nhá.
S9 thì có một con này, S9 Plus ạ. Màn hình thì đẹp cực kỳ luôn, không ngầu ám, không phân màu gì. Chức năng ngon, S9 Plus đã có loa kép rồi, vẫn là một con hàng thu khách chiến lược anh chị ạ. Giá con này là 2.950.000 thôi ạ. RAM 6x64GB nhá. Cam sau em mới thấy là cũng đẹp sắc nét đấy ạ, nhưng mà cam trước thì được khoảng 8 điểm thôi. Cam trước cũng đẹp sắc nét đấy, nhưng mà được khoảng 9 điểm đi cho nó sống xanh nhá. Loa kép nghe nhạc hay, chức năng ngon lành. Em này thì sẽ là phiên bản gì đây? Bản Hàn nhá. Và 2.950.000 thì đã là bao gồm là miễn phí ship tận nhà, sạc cáp, ốp dán đầy đủ, được chưa ạ? Và thiếu ốp thì thôi nhá, còn có gì em tặng đấy hết ạ. Nhớ là có sạc cáp và miễn ship tận nhà. Có thể là bạn Mỹ nhá, sẽ có là RAM 6GB 64 và chip 845 cũng mượt. Tiếp theo nữa thì sẽ lên cho quý anh chị máy gì đây? S10 này, S10 nhỏ nhá. Con này là 2.950.000 thôi. Tình trạng máy móc thì cũng gọi là ổn áp đấy ạ. Máy thu khách thôi nên cũng không đẹp lắm. Tình trạng thì khung viền vọ các thứ thì nó cũng ở mức gọi là cũ đều đều rồi. Nhưng mà được cái là giá nó rẻ và màn hình nó đẹp không mờ ám nhá. S10 nhỏ anh chị ạ, giá là 2.950.000 thôi. Con này em nhớ là bạn Mỹ anh chị ạ. Tình trạng máy móc như sau này. Máy màu xanh, lưng là lưng màu đen các bác ạ. Đấy. Còn lại thì chức năng ngon, màn hình thì gọi là sáng đẹp, mướt mượt mượt nhá, không mờ ám, không phân màu gì. Chip là chip 855. Nói chung là máy móc thì mượt, màn hình thì đẹp, chức năng thì ngon, giá cả thì hợp lý. Hiện tại ấy, riêng cái em này sẽ để cho anh chị em mình với mức giá hiện tại là 2.950.000. Rồi thì em xin phép là chào các bác ạ. Chúc các bác có một buổi tối vui vẻ nhé. Nhà em còn có dòng là Samsung Z Flip 3 nữa, thì em cũng lên cho các bác luôn. Hiện tại thì giá Z Flip 3 hàng chính hãng, 2 SIM 2 sóng, máy móc mượt mà, màn hình đẹp này, cơ gập đẹp này, không một tí rạn nứt nào, giá yêu là 5.3 triệu, 5.5 triệu một con. Các bác lấy màu nào thì IB cho em nhé. Đặt hàng thì liên hệ giúp em Huy qua số điện thoại là 0933 600 386, địa chỉ số 20 ngõ 203 Chùa Bộc, Hà Nội. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ nha. Nhớ để lại em Huy một like và đăng ký kênh. Hẹn gặp các bác trong video ngày mai hoặc là lên xem livestream của em Huy vào trưa mai nhé. Nhưng mà nhớ là đăng ký đi, đăng ký kênh em, bấm thông báo. Ngày mai em sẽ lên thông báo cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.